trường hải quốc nâng tầm cao mới vươn tới tương lai. Xin kính chào quý vị khán giả xem truyền hình, những người đang theo dõi chương trình Người đương thời. Và ngày hôm nay, như những series khác của chương trình Người đương thời, thì chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị các bạn những câu chuyện có thể nói là thú vị nhất, kỳ lạ nhất, một người nông dân mà đã trở thành tỷ phú từ khoai lang. Các bạn đã từng bao giờ tưởng tượng là có thể trở thành tỷ phú từ khoai lang hay chưa? Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng thử theo dõi một cái đoạn phóng sự ngắn, chúng tôi thử phỏng vấn một vài bà con về điều này xem là mọi người nghĩ gì. Trồng khoai lang thì đơn giản. Cũng chỉ có trồng xong là vun sới cho nó hai lần là xong. Khoai lang thì cô thì cũng không hay trồng, nhưng mà có khi nó to nhất chỉ được khoảng 3 lạng, 3-4 lạng. Một cân khoai lang bây giờ cô không rõ lắm, như bây giờ có khi phải đến 3.000, 3-4.000 cân. Khoai lang trồng dễ thôi, khoai lang trồng dễ nhất trong các loại cây. Dòng khoai lang ấy mà bón tốt vào ấy thì năng suất cũng cao lắm, bởi vì giờ giá khoai nó cũng có đắt mà, không như trước. Giá khoai giờ ấy là lúc rẻ nhất là cũng phải giờ là 4.000 một cân. Thế còn cao nhất là bao nhiêu một cân? Cao nhất vừa rồi là khoai chiêm đấy, người ta bán 7.000 một cân. Bình thường ý, một xào khoai ý, thì chỉ được độ 1 triệu thôi. Tại vì như người nông dân đây, dòng là dòng về mùa, chính mùa, như đây là khoai chiêm ý, thì nó mới đắt, nhưng mà người ta không dòng mấy. Tôi không nghĩ là người nông dân mà trồng khoai lang một năm mà thu được 1 tỷ thì tôi thấy ngạc nhiên quá. Nếu như có thế thì chắc là nên kỷ lục Guinness được rồi. Nếu như mà có một cái chương trình mà về nói với một cái người nông dân như thế thì chị có xem không? Có, chắc chắn em phải xem để học hỏi người ta, xem người ta làm thế nào. Anh có từng thấy nghe thấy nhiều người nói như vậy không? Dạ, cũng có nghe nhiều. À thế ạ. Thế rồi có nhiều khi thì có những người bạn của mình nhá, họ nói là họ đi về cái xứ của họ, họ kể chuyện là tôi làm cho cái ông đó, ông ấy trồng tới 50 hecta khoai lang. Thế là bắt đầu cái mấy người kia họ bỏ đi không trồng nghe nữa. Sao? Thế cái tức là họ không tin. Vâng. Thế nhưng mà đến lần sau thì lại cũng cái người bạn đó họ lại về quê. Thì coi như lúc đó thì tôi lại trồng lên tới 100 hecta chứ không có còn 50 hecta nữa. Họ nói lần trước mà kể 50 người ta không tin, thôi bây giờ không kể 100 nữa. Đỗ Quý Hạo sinh năm 1958 tại Thái Bình. Năm 1980, anh quyết định thuyết phục cả gia đình và đồng nghiệp tại hòn đất Kiên Giang và trở thành tỷ phú về khoai lang. Khi đó thì là anh đã có gia đình chưa ạ? Lúc đầu mới khởi nghiệp thì cũng chưa có gia đình, xong rồi cũng đi làm thuê làm mướn 1-2 năm rồi. Cũng đi đào đất mướn, rồi cắt lúa mướn, rồi tắt đìa, rồi đi vác lúa ở kho. Vài năm sau thì cũng cưới vợ. Hai vợ chồng về thì cũng đều đi làm mướn cả, chứ chưa có đất cát gì. Từ làm thuê sang đi ở mùa. Ở mùa là thế nào ạ? Dạ, coi như làm thuê thì mình cứ làm hết ngày, hết việc thì mình về. Ở mùa thì coi như là mình phải ở với người ta là hết một mùa. Đêm hôm người ta về thì người ta bỏ trại mới lại bỏ ruộng lại cho mình trông coi hết. Nói chung ra thì nó cũng là một cái cơ hội, thì mình cũng phấn đấu. Mình làm rất là hăng say và đồng thời là năng nổ lắm. Thì coi như là mình cũng tích lũy được cái kinh nghiệm để mà quản lý, để tổ chức. Ở mùa cho người ta được 1 năm, nhưng mà mình phấn đấu cũng tốt, cho nên là chủ thương. Thế năm sau thì mình cũng có cái ưu sách là mình nói là bây giờ cho tôi làm ké, ông 10 phần thì tôi 2 phần thôi. Thì coi như là ông bỏ của tôi bỏ công rồi bắt đầu làm chia. Làm được 2 năm thì bắt đầu cái lúc đó thì mình cũng có ít vốn. Thì lúc đó thì mình cũng xin chủ là cho tách ra làm riêng, do hồi nào giờ mình khao khát được làm chủ. Vâng. Cho nên đến khi mình được làm chủ thì cái niềm tự hào của mình nó dâng tràn. Thế nó được làm chủ. Vâng. Vâng. Thế rồi mình rất là chăm lo hăng hái, cho nên là ngày đêm sáng tối là lúc nào cũng là chăm lo đến công việc. Thế lúc đó anh có ước ao là một ngày nào đó mình có một cái ruộng của mình không? Dạ, cái đó thì chắc chắn. Mong muốn làm sao là sau này coi như là hai vợ chồng được 2 hecta đất, một căn nhà lá và nuôi lấy một cặp heo. Vâng, một giấc mơ là... thật là đẹp. Hiện nay kể cả những người đang xem chương trình của chúng ta ấy, thì vẫn còn ở trong tình cảnh cũng khó khăn, hoặc là vẫn chưa thực hiện được giấc mơ của mình, cũng giống như là anh cách đây một số năm thì anh đang ở Kiên Giang. Để giúp cho họ có thể là cũng được trở thành như anh hôm nay thì anh nhớ lại xem là thì ấy, thì anh thấy rằng là anh sẽ cần cái gì, cần những cái gì để mà một giấc mơ để mà làm giàu. Thì có lẽ là ai cũng có cái giấc mơ để làm giàu, nhưng mà nếu mà muốn làm giàu được thì
dĩ nhiên rằng thì nó có rất là nhiều yếu tố, nhưng mà một cái chủ quan nhất của mình thì một là cái trí thức, cái trí tuệ, tức là mình phải là cần có kiến thức chứ. Kiến thức ạ. Cần kiến thức rồi cần vốn. Và thế bây giờ giữa vốn với kiến thức thì anh quyết định là phải kiếm được cái gì trước? Dạ, chắc chắn là kiến thức. Tại vì ví dụ như bây giờ mà mình mà có vốn lớn nhưng mà không có kiến thức thì coi như là cái vốn đó nó hay xui, coi như là một bước tiến hai bước lùi, có khi là nó biến mất. Thế nhưng mà nếu như mà mình có kiến thức thì vốn của mình chỉ cần rất ít, mình cũng nhân lên một cách là vững vàng. Đây chính là cái điều kiện đầu tiên mà anh Ba Hạo nghĩ rằng mình cần phải có để có thể thực hiện được ước mơ của mình, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là anh đã bắt đầu cái công cuộc đi tìm những cái nguồn vốn đầu tiên này, nguồn vốn tri thức này của mình như thế nào. Chúng tôi xin giới thiệu quý vị, đây là kỹ sư Nguyễn Thị Nghiêm, cô là giảng viên khoa nông nghiệp sinh học ứng dụng của Đại học Cần Thơ. Chúng tôi được biết là anh Đỗ Quý Hạo có kể là anh được cô rất là quan tâm, chỉ bảo tận tình, và chúng tôi cũng đang tò mò là vì sao anh lại được các thầy cô ở đó quan tâm, chỉ bảo rất là tận tình ạ. Anh Hạo cũng như một số bà con nông dân khác đó, là có một cái đặc điểm mà là gây cái dấu ấn cho chúng tôi rất là nhiều. Như thế nào? Đó là cái sự đam mê. Dạ, sự đam mê tìm tòi học hỏi và lặn lội rất là xa, đến mang có khi là những cái bao bệnh phẩm có thể là những bệnh dây phẩm là cái gì ạ? Dạ, có thể là những dây khoai lang bệnh hoặc là những củ khoai lang bệnh hoặc là những dây dưa hấu, tất cả những loài cây trồng. Thì trong những trường hợp đó là trường hợp mà chúng tôi ưu tiên. Lần đầu tiên thì anh Hạo đến thì anh ý mang theo cái gì, và hoặc là gây tại sao anh lại gây được sự chú ý để mà cô có thể là quan tâm để giải đáp cho anh ạ? Có một lần tôi và ông xã tôi cũng cùng ngành đang chuẩn bị đi lên lớp, vừa ăn cơm chưa xong nữa thì thấy đâu phía trước là một số bác nông dân đi Honda, người nào người nấy là như là đi bụi vậy đó, rất là cực khổ, và chở những cái bao, tôi không biết ủa ai mà chở bao gì đến nhà mình. Do đó là khi đến ra thì dở ra là những dây dưa hấu đã bị bệnh. Chúng tôi cũng quan niệm rằng khi mà bà con nông dân đến với mình cũng giống như là một bệnh nhân đến một vị bác sĩ. Đấy là một cái rất nhu cầu rất là cần thiết. Do vậy là chúng tôi đã tiếp và giúp. Và cũng rất may là cái hôm đó tôi dám định được bệnh, tức là xác định được đó là do cái nguyên nhân gì. Hôm đó thì cũng vào phòng thí nghiệm rồi cũng giám định bằng cách là mổ xẻ cái lá bệnh rồi cái cây bệnh, dây bệnh ra. Thì anh Hạo cũng như các bà con nông dân khác đến xem thì đó, nói đây là cái kẻ thù của mình đây hả cô? Tức là những con vi khuẩn nó đang bơi ở trong cái môi trường mà mình đang xem ở trong cái miếng vi. Rồi anh Hạo ảnh đòi là phải tự tay ảnh đi tìm cái kẻ thù đó. Tức là ảnh lấy cái mẫu bệnh rồi ảnh tách ra. Những người làm khoa học thì rất mừng nếu đồng bằng sông Cửu Long chúng ta nói riêng và cả nước nói chung có những người nông dân như vậy, thì cái nền nông nghiệp chúng ta sẽ chẳng lo gì mà không phát triển và hội nhập được nhanh chóng đối với thế giới. Dạ vâng, xin cảm ơn cô Nghiêm ạ. Vừa rồi thì cô Nguyễn Thị Nghiêm có kể là mọi người thì đều đến xem kính hiển vi, nhưng mà riêng anh thì còn đòi là tự cho được lấy bệnh phẩm cho, cắt một đoạn để cho vào xem nữa, đúng không ạ? Tôi cũng có hỏi cô là cô có bận lắm không, cô chỉ em làm, cô chỉ làm thì cũng rất cặn kẽ nhưng mà cũng 4-5 lần mới được. Những lần sau thì cứ mỗi một lần có bệnh cây thì cũng cứ đều đem lại rồi cô cũng đều chỉ hết. Thế tại sao anh muốn là tự tay để phải tự làm được những cái điều đó? Đối với tôi thì tôi nghĩ rằng là luôn luôn lúc nào mình cũng cứ phát huy hết cái khả năng của mình, thì mình có thể là tự tay xin làm được thì mình cứ làm. Ví dụ như cô nói là các bác nông dân đến thì như là bệnh nhân, còn gặp các nhà khoa học thì là bác sĩ. Lúc này thì anh đang muốn trở thành hộ lý nhỉ? Cũng muốn tự làm được một cái đúng gì đó. Cũng ước mơ được làm bác sĩ. Anh cũng ước mơ được trở thành bác sĩ như các thầy các cô đúng không ạ? Để làm sao có thể chữa được bệnh cho cái cây trồng của mình. Ít nhất là của mình. Vâng, đúng ạ. Sau rất là nhiều lần thì cứ nay thì bệnh này, mai thì bệnh khác, mà đến cái lần đó là cô chỉ đến khoảng mười mấy thứ bệnh thông thường. Thì lúc đó mình nghĩ là chắc từ đây sắp tới là chắc hết rồi, cô có bao nhiêu chiêu cô chỉ hết rồi. Thế nhưng mà rồi cuối cùng thì là cứ tiếp tục cái mùa khác mình trồng nữa, thì đối với cái từng cái thời giai đoạn thì nó lại có những cái nó liên tục nó xảy ra.
Thế thì cái lúc trước thì mình nghĩ rằng là từ đây sắp tới là nó không còn cái bệnh nào nữa. Dạ. Nhưng mà đến khi mà gặp thêm 2-3 bệnh nữa thì mình lại nói rằng chắc từ đây sắp tới nó còn nhiều nữa. Thì thôi bây giờ thì tốt nhất là coi như là mình phải nhờ cô chỉ dạy cặn kẽ hơn, rồi là nhờ cô giúp đỡ cho mình là những cái cách thức như thế nào để mà làm một cái phòng thí nghiệm nhỏ nhỏ rồi tự tay mình làm. Anh có nghĩ là phòng thí nghiệm thì sẽ hết rất nhiều tiền không? Trên 20 triệu cái hồi năm 2000. Thế ạ? Thì vâng, bắt đầu cũng có nói cô là nếu mà cái này thì cái khả năng em chắc em cố gắng em cũng làm được. Hồi đó thì cái vốn để mà làm dưa thì là dí lúa, lúa hột. Thế bắt đầu bán lúa hột rồi cũng phải đi vay mượn này kia một ít nữa thì mới đi lên trên Sài Gòn này thì mới mua kính rồi mới tậu tất cả các thứ đó về làm. Đây có phải là kính cũ của anh không ạ? Dạ, đây là cái kính hiển vi mà cô đã giúp tôi tư vấn, giúp tôi mua. Cái kính này thì mua ở chỗ gần chỗ Đại học Bách Khoa ở đây thì coi như cũng là mua kính cũ. Cái này hồi đó tôi mua hơn 4 triệu. Hơn 4 triệu mà kính cũ? Dạ. Mà từ năm 2000? Dạ. Thì đắt thế ạ? Hồi đó thì những cái dụng cụ mà nó có tính chất là công nghệ cao rồi hồi đó nó mắc hơn bây giờ nhiều lắm. Mình nghĩ rằng nếu như mình đầu tư vào cái phòng thí nghiệm này tuy là nó mất bao nhiêu tiền đó nhưng mà nó chỉ bằng một nửa cái thất bại của mình trong một mùa thôi. À, vâng. Tức là thế nào em là, chưa hiểu ạ? Ví dụ như là mình không có cái phòng thí nghiệm đó thì có thể là một cái mùa đó là mình thiệt hại cái mùa màng của mình là lên tới khoảng 40 triệu chẳng hạn. Vâng. Nhưng mà mình đầu tư cái này thì mình chỉ tốn là 20 triệu thôi thì vâng, coi như là mình đã cứu được cái 40 triệu kia và mãi mãi nó còn nữa. Vâng. Thế nhưng mà cái cơ bản là nó phải có cái kiến thức để mà sử dụng cái phòng thí nghiệm mới là vấn đề quan trọng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo chân phóng viên của chương trình Người Đương Thời xuống tận hòn đất Kiên Giang tới với cánh đồng trồng khoai lang của anh Đỗ Quý Hạo để xem có một cái thí nghiệm rất là vui anh làm trên cánh đồng nữa. Trường Hải Group khát vọng và nghị lực, sáng tạo và hiến dâng, truyền tải niềm tin, nâng cao chất lượng cuộc sống, chấp cánh những ước mơ, bay khắp miền tổ quốc, đón nhận tinh hoa, vượt qua bao thác gành, chuyển mình ra biển lớn. Trường Hải Group nâng tầm cao mới, vươn tới tương lai. Cái con này là cái con bọ hà, tức là trong dân này người ta gọi là cái con này là cái con sùng, tức là khi mà nó chích vào trong củ khoai ấy, thì nó đẻ cái con, nó ở trong đầu tiên nó đẻ trứng, rồi trứng nó mới sinh thành những cái con sâu non, rồi thành cái con nhộng, là khi nó ăn những tạo thành những đường rít chắc ở trong cái củ khoai. Khi mình ăn mà nó có mùi hôi ấy, là do cái củ khoai cái nó tiết ra cái sức đề kháng để nó chống đối lại với cái sự sinh sản của con bọ hà, cho nên nó có mùi hôi. Cái này thì người ta gọi là bẫy dẫn dụ bọ hà. Khi mà cái con bọ hà đực với con bọ hà cái ấy, mà nó bắt cặp với nhau thì con bọ hà cái nó tiết ra một cái mùi thơm. Thế bằng cái con đường là hóa học ấy, thì người ta sẽ chiết xuất được cái mùi thơm nó giống như cái mùi của cái con bọ hà cái nó tiết ra. Người ta mới tẩm vào trong cái núc này thì coi như là khi mà đem vào đồng ruộng thì cái con bọ hà đực nó cứ tưởng là bọ hà cái ở gần đâu đây thì nó sẽ chạy lại, thì càng lại thì cái mùi thơm này càng quyến rũ, rồi bắt đầu cái hít nó ở trong này, rồi bắt đầu cái nó rơi xuống dưới này thì có một cái số các loại thuốc để không cho nó đi nữa, rồi cuối cùng lại thì nó bị chết đây. Thì mình làm như vậy thì nó giảm được cái mật độ bọ hà ở trong cái đồng ruộng mà mình không có phải sử dụng thuốc hóa học nữa. Và cái câu chuyện của con bọ hà này thì có liên quan tới những cái tìm tòi của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Hào, Trung tâm Học Tự nhiên Công nghệ Quốc gia. Vâng.
Thế thì anh đã làm thế nào để có thể tiếp cận với phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Hà? Tôi thì có cái sở thích là rất là ham đọc sách. Dạ. Thế tôi đến nhà sách tôi mua sách thì tôi coi thấy có cái cuốn sách đó là để là chữa trị sâu bệnh cho thực vật mà không bị gây ô nhiễm môi trường. Thì tôi nói là bây giờ thế giới thì họ đang có cái xu hướng sản xuất theo cái hướng này. Mà nếu mà mình gặp cái cuốn này thì quá mừng. Thế tôi xem rất là kỹ. Xong rồi bắt đầu cái thì tôi mới lật tới lật lui. Tôi mới nói là bây giờ làm sao để tìm cách mà tiếp cận được với thầy. Thì tôi mới gọi điện về nhà xuất bản. Gọi điện về nhà xuất bản là tôi mới hỏi. Hỏi thì họ nói là ông này thì làm ở cái chỗ đó. Thì bắt đầu gọi về chỗ đó. Gọi chỗ đó thì cái cơ quan đó thì cho số phòng. Cho số phòng thì thầy lại không có ở phòng. Nói chung ra thì cũng khoảng mười mấy cuộc điện thoại thì tôi mới gặp được thầy. Tôi cũng rất là đam mê cái công trình nghiên cứu của thầy. Cho nên là cũng nói thật với thầy là coi như là tôi cũng rất là dày công mới tìm được đến thầy. Và gặp thầy thì tôi mừng lắm. Thầy có thể là tiết kiệm thời gian cho tôi gặp một ít. Lần đầu tiên thì thầy cho tôi gặp là lúc 8 giờ sáng. Thì thầy thì coi như là chỉ cho có 30 phút thôi. Đúng 30 phút? Đúng 30 phút. Mà đúng cái giờ đó thì tôi về tôi mới xếp sắp cái lịch của tôi là cái chương trình làm việc của mình, cái nào là cái mà mình cần nhất thì bắt đầu mình đưa lên đầu. Vâng. Thế rồi khi nào mà làm xong cái đó, nếu mà còn thời gian nữa thì mình mới mở ra thêm. Thế là anh làm ra một cái danh sách những việc cần hỏi đó ạ. Kế hoạch. Có bao nhiêu việc anh định hỏi ạ? Vâng. Thì đầu tiên nhất thì tôi cũng hỏi về vấn đề để bộ Hà. Vâng. Thế sau khi đó thì tôi cũng được biết là coi như là thầy cũng có nghiên cứu một số những cái chế phẩm sinh học, ví dụ như là nấm Trico đẹp ma, rồi nấm Bovaria Bassiana, rồi OEM, coi như là cũng mở rộng thêm những cái đó nữa, nhưng cái chủ yếu nhất là về cái bộ Hà. Trước khi tới gặp cuộc đó thì anh có phải chuẩn bị cho cái cuộc gặp gỡ đó không? Dạ, chuẩn bị rất nhiều. Anh chuẩn bị như thế nào? Thì mình cũng coi như là những cái mà mình quan trọng nhất thì bắt đầu cái mình đưa ra. Thì mình cũng phải tưởng tượng rằng là thầy sẽ có thể là trả lời như thế này, có thể trả lời như thế kia. Thì nếu mà như thế này thì mình sẽ là như thế nào nữa, mà nếu như thế kia thì mình sẽ như thế nào nữa. Thế rồi bắt đầu cái thì cuối cùng thì mình coi như là cũng thành công được cái là cũng mời được thầy là về dưới trang trại của mình. Tôi hình dung đó là vào lúc 8 giờ sáng nhé. Vâng. Thì 8 giờ chắc 8 giờ kém 5 là anh đã có mặt ở cửa rồi. Đúng rồi, chắc chắn. Cửa nhà thầy. Thà là mình chờ thầy chứ không để cho thầy chờ mình. Vâng. Thế và lúc 8 giờ kém 5 anh thấy thế nào? Tôi cũng lâng lâng khi mà gõ cửa, nhưng mà khi mà vào thì thầy nói đúng giờ quá ha. Thế là cũng gây ấn tượng tốt đẹp đúng không ạ? Ngoài cái việc đúng giờ thì anh còn gây ấn tượng về cái gì nữa? Nếu mà các nhà khoa học mà tầm cỡ là giáo sư tiến sĩ thì cái trình độ thì phải nói là rất cao siêu, và đồng thời thời gian thì cũng rất là tiết kiệm. Thì bây giờ thì coi như là mình muốn là để nó đi vào cái công chuyện cho nó nhanh chóng hơn thì mình phải thể hiện làm sao em cũng có hiểu một chút rồi thầy ơi. Thì tức là khi bắt đầu mới vào thì tôi cũng có cô, khi mà cô Nghiêm cũng có dạy tôi về vấn đề một số những cái tên nấm hoặc là những cái phương pháp mà gọi theo khoa học, ví dụ như là ppm hay là nanomet hay là micromet chẳng hạn. Thì tôi cũng nói đến những cái đó, hoặc là những cái từ về khoa học ví dụ như là enzyme. Thì tôi cũng khi mới tiếp xúc đến thì coi như lụng đến những cái đó thì thầy nói, thì tôi cũng đưa ra những vấn đề đó. Thì thầy chắc có lẽ là thầy nghĩ là đây chắc có thể là một cái người nông dân cũng có kiến thức một tí, mình không phải mở rộng để cho thầy nói chuyện cho mau. Và anh thấy kết quả thế nào? Thầy đánh giá thế nào? Dạ, rất là tốt. Coi như là sau lúc đó về thì thầy cũng có nhận xét, tức là ví dụ như bây giờ thầy nói là về vấn đề vòng đời thì mình đã biết rằng là cái 4 pha, rồi từng pha nó bao nhiêu ngày, rồi cái vòng đời nó như thế nào thì mình đã biết rồi. Chỉ còn có một cái là chưa biết cái cách trị thôi. Thì từ đó thì thầy không có phải mở rộng ra những cái kia, mà thầy có cái hứng thú hơn trong cái câu chuyện. Vâng, chúng ta rất là nên dành một tràng vỗ tay cho anh Đỗ Quý Hào lúc này ạ. Anh đi học đại học thì trường đại học đầu tiên của anh là trường nào?
tôi đi học mà như ở Đại học Cần Thơ thì tôi xin thầy vệ với cô Nghiêm cho tôi vào thì trực tiếp là trong phòng thí nghiệm, là chuyên nghiên cứu ở trong phòng thí nghiệm. Vâng. Còn cái trường mà tôi đến ngồi mà học có bài bản thì đầu tiên là Đại học Nông Lâm. Đầu tiên thì coi như là mình đọc sách thì mình thấy mê quá, nói đầu tiên thì đọc sách cao đẳng, xong bắt đầu cái đọc sách cao đẳng xong thấy sách đại học nó còn hay hơn sách cao đẳng. Tiếp tục là đọc hết những cái cuốn giáo trình giáo án của các trường là bằng sách sách Đại học Nông nghiệp 1 rồi Đại học Nông nghiệp 4 rồi Đại học Cần Thơ, là coi như là các giáo trình giáo án là tôi đọc hết. Đọc sách thì nó chỉ là một chiều. Vâng. Nhưng mà nếu mà mình đến trường thì mình nghe giảng thì có những cái gì khúc mắc thì mình lôi ra mình thảo luận chung với lại các bạn rồi mình hỏi thầy nữa. Và cái phương pháp trình bày của thầy thì nó có cái bài bản hơn thì mình hiểu nó tường tận hơn. Thế thì tôi nói là bây giờ thì cách tốt nhất là coi như là mình phải tìm đến trường học. Nhưng mà bây giờ là chưa biết làm như nào, thế cũng chạy xe Honda lên từ nhà lên tới Thủ Đức thì cũng mười mấy cây. Thế bắt đầu cái đâu có giáo vô trường, biết ai đâu mà hỏi mà vô. Đó là năm bao nhiêu ạ? Năm đó là năm 98. Bắt đầu cái mấy mới ghé quán nước ở đó thì cũng thuộc ló đâu cũng hết 2-3 ngày mới dám hỏi. Tại sao anh không dám hỏi ngay ạ? Tại vì hỏi thì nó cũng quê lắm. Anh có nghĩ là người ta sẽ phản ứng người thế ta, nào? Người ta nói trời ơi, ông nông dân thì ông lo về ruộng vườn ông đi chứ. Ông biết gì ông lên đây thì sao? Thế bắt đầu cái đánh đo 2-3 ngày. Người đầu tiên anh hỏi là ai? Người đầu tiên thì cũng là một cái mấy đứa bạn sinh viên. Mình ngồi trong quán nước nó đi ra. Dạ. Thế thấy nó cũng vui vẻ, bắt đầu cái em ơi là đi uống nước với anh cho vui. Thế lại đã hỏi, bắt đầu cái nói anh thì anh rất là ham muốn học nhưng mà cái kiến thức của anh thì không đủ để xin vào trường đại học. Học bây giờ thì mấy em thấy giờ anh bàn là anh vô đó anh xin học dự thính liệu có được không? Lúc đó các bạn nhìn anh có ngạc nhiên không? Cũng ngạc nhiên. Nó biết rằng mình đã có nghiên cứu qua sách vở, có thực tế trên đồng ruộng nhiều năm rồi. Nên nếu vậy thì bây giờ là anh xin thẳng vào cái khóa 15. Khóa 15 lúc đó là nó đã vào chuyên ngành, coi như là không còn học đại cương nữa. Thì lúc đó mình nói nếu vậy thì có lý. Thế bắt đầu cái tụi nó bày vẽ ra cách làm đơn. Làm đơn thì coi như làm đơn xong thì mừng lắm, đem lên cho cô, lúc đó là cô Dung là giáo vụ, còn thầy Hùng thì làm trưởng khoa. Vâng. Thế đem nộp cho cô Dung thì cô Dung nói cái trường hợp này là coi như là quá đặc biệt, chắc không giải quyết được. Vì sao ạ? Dạ, tại vì hồi nào giờ trường không có dạy ai gì hết. Tức là bình thường là ai thì được đi học ấy? Dạ, thì có thể là phải có kiến thức nền là hết phổ thông, rồi hoặc là thi đậu vào đại học, hoặc là có thể ít nhất thì cũng là được cơ quan giới thiệu đi. Vâng, tức là cán bộ khuyến nông chẳng hạn đúng không? Dạ, đúng rồi. Cơ quan giới thiệu đi. Thế còn nông dân có đi học không ạ? Thế còn nông dân thì coi như là chưa có cái lớp nào dạy cho nông dân, mà nếu mà nông dân mà lại vô học chung với lại sinh viên với học viên thì càng không có nữa. Thế là cô ấy bảo là không được à? Cô nói không được. Trông mặt cô cương quyết không anh? Cũng thấy cũng hơi ngầu nhưng mà ráng ngồi năn nỉ. Biết rồi cô cũng mủi lòng, cô nói thôi bây giờ thì cũng được nhưng mà có cái là bây giờ phải đợi thầy Hùng trưởng khoa, thầy quyết định. Thế bắt đầu cái tôi nói thôi cả bây giờ đợi thì đợi nhưng mà mình trong thời gian chờ đợi thì mình cứ vào thì cái đầu tiên nhất thì chắc cũng chẳng ai biết là coi như là mình đến học theo cái kiểu này. Và cái thứ hai nữa, nếu mà lỡ các thầy các cô có biết thì chắc có lẽ cũng không đuổi. Và nếu đường cùng nữa có đuổi thì mình ra cũng chẳng sao. Trong khi mà tôi vào trong cái chỗ bên cô Dung giáo vụ tôi hỏi thì được một tí nữa thì cô trả lời xong tôi ra ngoài thì ngay cái lớp đó cũng là cái giờ ta là ra chơi. Vâng. Ra chơi thì tôi cũng gặp mấy đứa bạn đó, tôi nói cũng trình bày ngày mai mấy bạn cho mình vô học chung. Lúc anh nói cô đấy là anh có hồi hộp? Dạ hồi hộp. Anh sợ bọn nó không cho ạ? Vừa, cũng thấy cũng hơi kỳ kỳ nhưng mà tôi cũng cố gắng. Sao kỳ? À, có cái là mình thì là nông dân, cái chỗ của mình không phải là cái chỗ này. Dạ. Tại sao chỗ của mình không phải là chỗ này? Tại vì cái chỗ mình thì nó ở ruộng chứ nó đâu có ở trên trường đại học. Thế nhưng mà các bạn thì cũng rất là vui. Thế các bạn nói ừ thì vậy thì cứ vào thì ăn thua là ăn thua ở các thầy thôi. Còn bọn mình thì thấy anh ham học như vậy thì coi như là tụi mình cũng mừng lắm. Thì cũng sẽ cố gắng giúp đỡ. Tôi đang hình dung là anh cái lúc mà anh bước vào lớp, anh ngồi vào ghế thì anh thấy thế nào? Anh chọn cái bàn số mấy?
Chắc chắn phải là bàn cuối rồi. Bàn cuối không? Anh và ngồi cái ghế trong góc ạ? Vâng. Hay là ghế ở ngoài ạ? Và ngồi trong cũng hơi góc góc tí để cho mọi người ít chú ý, mà nhất là thầy cô. Và anh đến sớm hơn để ngồi vào trước. Và đến sớm hơn để chuẩn bị tất cả những cái gì đó, tinh thần, rồi là gặp gỡ người này người nọ để người ta tức là đã tìm hiểu về mình trước đi, thì đến khi học thì nó đỡ bỡ ngỡ hơn. Buổi học đầu tiên trôi qua thế nào? Buổi học đầu tiên thì cái tinh thần mình cũng chưa được tập trung lắm, cứ nghĩ mông lung một tí. Qua được một hai buổi học thì bắt đầu cái hòa đồng được với bạn bè, thì lúc đó là từ lúc đó trở đi thì mình ham học mà rất là mong cho đến giờ học để được nghe giảng. Thế tại sao anh lại phải đi học để làm gì hả? Các bạn hỏi bộ mới đến thì có những người thì chưa được trình bày, chưa được nghe mình trình bày là cái hoàn cảnh đi học. Thì họ hỏi chứ bộ học khóa trước thiếu giờ, thiếu tiết rồi giờ xuống trả đạo hay gì. Bắt đầu cái mình nói còn tệ hơn vậy nữa. Thế rồi là có những người thì có những đứa sinh viên nó nói trời ơi, tụi con đang học cơ quan kêu đi học, đang làm việc cơ quan kêu đi học ngắn chết luôn mà chú ở nhà tự nhiên chú xin vào đây đi học. Thế xong anh bảo sao? Thì mình cũng trình bày là cái hoàn cảnh, mỗi người một cái hoàn cảnh. Bạn đi học thì để bạn có bằng cấp đi làm việc, còn tôi đi học thì cái chủ yếu nhất là tôi lấy cái kiến thức, mà giữa cái vấn đề nếu tôi không có kiến thức thì coi như là cái đồng ruộng của tôi nó sẽ bị thiệt hại. Và thì như vậy là coi như là cái thiệt hại của tôi thì nó rất lớn. Chúng ta sẽ tưởng tượng là ví dụ những cái điều mà anh đã đạt được từ kiến thức là những quả táo này, thì là kiến thức đã mang lại cho anh những cái thành quả gì ạ? Đây, anh muốn lấy mấy quả táo nè, và anh theo anh thì có thể viết những điều gì trên quả táo này? Anh đã thu lượng được điều gì từ kiến thức? Khi mà mình có kiến thức thì cái đầu tiên nhất là mình tăng năng suất, tức được, là cái trình tự nó đã đi theo như vậy. Và thứ hai là tiết kiệm. Tiết kiệm. Và vật tư đúng không ạ? Và rồi tăng năng suất và tiết kiệm thì chắc chắn là cái giá thành nó sẽ hạ. Giá thành hạ, rồi. Và cái giá thành hạ thì lúc đó thì nó sẽ tạo cho mình được cái đồng vốn mạnh lên. Vâng, sau đó là có vốn. Vâng. Và sau vốn và thì đồng thời nữa thì tới là cái vấn đề là mình đã tiết kiệm được như vậy thì cái an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường, tức là do vấn đề mình sử dụng ít hóa chất. Và cuối cùng thì coi như là sẽ tạo ra một cái nền nông nghiệp sản xuất bền vững. Vâng, một câu chuyện thật sự là rất là hay. Và bây giờ thì chúng tôi cũng muốn có một sự bình luận của các nhà khoa học về ý tưởng mà chúng ta vừa mới bàn luận với nhau, là kiến thức đã mang lại những gì cho người nông dân. Thì chúng tôi cũng muốn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bảo Vệ, trưởng khoa nông nghiệp Đại học Cần Thơ. Qua câu chuyện vừa rồi thì thầy có thấy cái điều gì mà những người nông dân của chúng ta có thể rút ra được ạ, để có thể có được một cái sự thành công như là anh Hạo? Tôi thấy là cái người nông dân của mình á, dạ, thì làm một cái nghề nhưng mà có một cái thiệt thòi là chưa học được một cái nghề chính quy lần nào. Dạ. Nên cái chỗ mà anh Hạo, mà một người nông dân đang làm một cái nghề mà với cái mong muốn là mình học được cái nghề, thành thử ra tôi sẵn sàng để mà có thể giúp đỡ cho anh Hạo. Và em cũng thấy là có nhiều bà con thì cũng rất là tâm huyết, rất là có quyết tâm, cũng rất là mong muốn là được học hỏi. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là có thể là họ quá vẫn bận rộn trên những cánh đồng trong những mùa vụ hay chăng, để không theo được, ví dụ không dành được nhiều thời gian như vậy. Và cuối cùng thì chúng ta thấy là trong cái việc sản xuất của chúng ta thì vẫn xảy ra là nào là sâu bệnh, nào là dịch hại, rồi là bà con vẫn gặp rất là nhiều vấn đề và vẫn rất là thụ động. Chẳng hạn như là hôm nay thì thấy người này trồng cái này, mai trồng cái khác, rồi là nghe thấy cái người ta bảo là làm cái này thì làm, nghe thấy cái kia thì làm. Thì theo thầy là bà con chúng ta thì có thể rút ra được kinh nghiệm gì từ câu chuyện của anh Hạo hay không? Hiện giờ có rất là nhiều cái kênh thông tin để mà mình có thể học. Vâng. Từ ở cái chỗ là trên phát sóng của đài truyền hình, mình nghe, mình thấy những cái chương trình khuyến nông, hay là trên phát thanh, dạ, là trên báo chí, rồi cả trên sách vở, và anh Hạo như vậy là tiếp cận lại với trường lớp nữa. Nói dạ, chung là tùy hoàn cảnh của mỗi bà con nông dân mà mình có thể, mình chọn cái cách nào đó cho phù hợp với cái gọi là cái hoàn cảnh của mình. Dạ. Tuy nhiên nó cũng có những cái gọi là cái mức độ. Dạ. Ví dụ như cái mức độ mà kỹ thuật khuyến nông thì có thể mình học ở cái mức độ đó, nhưng mà nếu mà muốn hiểu sâu hơn thì mình phải chấp nhận đi gọi là đi tìm thầy. Dạ. Người ta nói có cái câu cái chỗ là nếu mà cái người muốn học á thì dầu cho cái vấn đề đó ai giấu ở đâu cũng
cũng đi tìm mà học. Còn cái người mà không muốn học đưa tới tay cũng nhiều khi lại cũng lý do này lý do khác để mà không học được nó. Người ta nói là tiền là ở trong cái trí của mình. Vâng. Cái câu đó tôi nghĩ rằng rất là đúng, cái chỗ anh Hào nãy giờ xoay quanh hiểu kiến thức tôi cho là đúng. Vâng. Tiền nó ở trong trí của mình á, chứ còn không có trí thì như anh Hào nói lúc nãy, dù cho có vốn mà không có trí thì một thời gian cái vốn đó nó cũng cạn đi. Vâng. Còn nếu mà có trí thì sẽ làm nên được cái vốn, tôi hoàn toàn nhất trí. Vâng, cảm ơn thầy rất nhiều. Và đó chính là những bài học rất là thú vị ngày hôm nay mà chúng ta đã được chia sẻ cùng với anh Đỗ Quý Hạo, là biết đầu tư tri thức vào để sản phẩm của các quý vị các bạn trở thành những sản phẩm rất là tốt và mang lại một cái sự phát triển bền vững cho cái nghề nghiệp, cho cái ngành nghề của mình, đúng không ạ? Thế nhưng mà có một sản phẩm tốt rồi thì vẫn chưa đủ, và làm thế nào để bán được sản phẩm ấy ra thị trường, chiếm lĩnh được thị trường và trở thành những cái sản phẩm có thể nói là độc đáo trên thị trường, số 1 trên thị trường chẳng hạn, đó còn là một câu hỏi. Và chúng ta đã có những quả táo này rồi, đúng không ạ? Những quả táo rất là xinh xắn như thế này, nhưng chúng ta còn muốn có những quả táo to hơn nữa, vâng, quả táo lớn hơn nữa, thì chúng ta sẽ làm thế nào? Và đó chính là câu hỏi chúng ta giải đáp trong chương trình tiếp theo, cuộc trò chuyện tiếp theo với anh Đỗ Quý Hạo, một số tiếp theo của chương trình Người Đương Thời. Xin chào quý vị, xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.